Tâm thức là vị lương y tốt nhất. Phajap Rinpoche. Lời giới thiệu của người dịch. Tập san Hướng nhìn Phật giáo số 10 tháng 3 và 4 năm 2015 với chuyên đề Phật giáo và việc chữa trị bệnh tật, có một bài ngắn của nữ ký giả Susanne Delavoy. Phỏng vấn nhà sư Tây Tạng, Phajap Rinpoche từng bị cầm cố ở Tây Tạng. Phajap Rinpoche sinh năm 1966 tại Tây Tạng, xuất gia năm 14 tuổi. Năm 1994, được chính thức thừa nhận là vị tái sinh thứ 8 của dòng truyền thừa Phajap. Năm 1999, ông bị giam giữ và sau đó, ông xin tị nạn ở Mỹ năm 2003. Khi vừa đến thành phố New York, thì ông được đưa ngay vào bệnh viện vì các vết thương tra tấn bắt đầu hành hạ ông. Các cơ bắp ở chân bên phải bị chết và lở loét, hôi thối và vô cùng đau đớn. Các bác sĩ Mỹ chăm sóc cho ông đều nhất loạt quyết định là phải cưa chân ông vì không có cách nào khác. Nhớ đến lời Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên ông hãy vận dụng trí tuệ hầu mang lại sức mạnh hỗ trợ mình trong việc chữa trị. Ông bèn xin bệnh viện cứ để mặc ông tự chữa lấy bằng thiền định xem sao. Ông luyện tập các phép luyện tập salon và du già về khí lực 12 giờ mỗi ngày. Sau 3 năm thì ông hoàn toàn khỏi bệnh. Sau đó, ông hợp tác với một đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma là bà Sophia Sri River, nữ văn sĩ và học giả Phật giáo, chuyên gia về các kinh sách bằng tiếng Phạn và tiếng Tây Tạng, giúp ông viết một quyển sách mang tựa Thiền Định Đã Cứu Mạng Tôi. Năm 2014, được nhiều người biết đến. Ngoài bài phỏng vấn trên đây, tập san Hướng nhìn Phật giáo còn đưa thêm hai bài ngắn nói về các phép luyện tập salon và các nguồn khí lực trong cơ thể mà nhà sư Phajap Rinpoche đã sử dụng. Vì thế, người dịch cũng xin mượn dịp để chuyển ngữ cả hai bài báo trên đây trong một phụ lục. Thiết nghĩ đây cũng là dịp giúp người đọc tìm hiểu thêm về phương pháp luyện tập của một tông phái Phật giáo rất tích cực, cụ thể và thiết thực, có thể mang lại tức khắc kết quả cho người tu tập trong ngắn hạn cũng như lâu dài. Hai phụ lục này là phụ lục 1, Salon, phép tinh khiết hóa các vết hằn trên thân xác bằng tâm thức. Phụ lục 2, chính phép hít thở mang lại sự tinh khiết hóa. Dưới đây là phần chuyển ngữ bài phỏng vấn nhà sư Phajap Rinpoche. Sau khi bị đày đọa, vị đại sư Tây Tạng Phajap Rinpoche và cũng là vị thừa kế thứ 8 của dòng truyền thừa Phajap xin được tị nạn ở Mỹ và đến New York năm 2003 nhờ một tổ chức trợ giúp những người bị thương tật. Sau khi bị giam cầm trên toàn thế giới, ông được đưa ngay vào khu cấp cứu của một bệnh viện. Sau 6 tháng điều trị, nhưng các vết thương ở chân phải vẫn không lành. Các bác sĩ chuyên ngành chữa trị cho ông bèn lấy quyết định cưa chân của ông từ trên đầu gối. Nhà sư Phajap Rinpoche có hỏi ý kiến nhiều bác sĩ khác, thế nhưng tất cả đều cho biết là không có cách nào khác hơn cả. Nếu không cưa chân thì không sao tránh khỏi phải chết vì toàn cơ thể sẽ bị nhiễm trùng. Nhà sư Phajap rất giỏi về các phép luyện tập du già về khí lực nội tạng.
bèn quyết định tự chữa lấy theo một quá trình kéo dài 3 năm. Sau 3 năm, ông khỏi bệnh và chân phải đi đứng bình thường trở lại. Trong một chuyến du hành sang Pháp, nhà sư Phajap Rinpoche đã thuật lại các giai đoạn thật ly kỳ đó trong cuộc đời mình cho bà Sophia Shrill River nghe. Bà này trước đây cũng là tác giả một quyển sách viết về tiểu sử của Đức Đạt Lai Lạt Ma, bèn cùng với nhà sư Phajap thực hiện một quyển sách mang tựa Thiền Định Đã Cứu Mạng Tôi. Tập sang Hướng Nhìn Phật Giáo hỏi: ông thường đề cao vai trò của thiền định trong quá trình chữa trị bệnh tật của mình, tại sao? Phajap Rinpoche trả lời: bà biết không, tôi đặt chân lên đất Mỹ, trong túi không có lấy một xu, không biết một chữ tiếng Anh nào, không nơi ăn chốn ở, và chân thì què. Hoàn cảnh thật bi đát, tôi lâm vào tình trạng khủng hoảng nặng nề, ngủ không yên, ăn không ngon, không thiền định được và cũng chẳng còn đủ sức để luyện tập. Tôi chỉ biết bám vào cái tâm thức chật hẹp của tôi. Thế nhưng sau đó, tôi chấp nhận thật sâu xa những gì đã xảy ra với tôi và xem đấy là nghiệp của chính mình. Kể từ giây phút đó, mọi sự đều thay đổi hết. Tôi nghĩ rằng tôi đang được đưa vào bệnh viện, có một chiếc giường để nằm, suốt ngày được các bác sĩ chăm sóc. Trong khi đó, nếu còn ở Ấn Độ hay Tây Tạng, thì dù già hay trẻ, trong hoàn cảnh của tôi, thì cũng chỉ biết chờ chết trên hè phố mà thôi. Hàng triệu người chết vì nóng bức, giá rét hay nghèo đói. Đấy chính là những thứ khổ đau mà tôi đang cảm nhận được trong tôi. Nghĩa là xem sự đau đớn của kẻ khác là sự đau đớn của chính mình đang hành hạ mình. Thế nhưng tôi cũng lại nghĩ rằng thật may mắn cho tôi vì tôi đang được chăm sóc và chữa trị. Mỗi khi nghĩ đến những kẻ bất hạnh ấy thì cũng tương tự như tôi bị một vết thương nặng và thật sâu khiến tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Điều đó đã làm đảo ngược tất cả những ý nghĩ đen tối về hoàn cảnh của tôi, giúp tôi phấn khởi hơn, ăn, ngủ, tu tập và thiền định đúng đắn hơn. Dù chân bị lở loét, lao xương, phổi có nước, khắp thân thể đau nhức, thế nhưng tâm thức tôi luôn rộng mở, hoàn toàn rộng mở. Tôi xin mạn phép được nêu lên thêm một lần nữa là những gì giúp tôi chữa lành bệnh tật chính là chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa của lòng từ bi trong tôi. Dầu sao thì lòng từ bi cũng không phải là một tư duy mà là một xúc cảm. Xúc cảm đó sẽ khiến cho khí lực và sức sống trong cơ thể mình chuyển động, giúp mình biết để ngửa hai bàn tay. Từ bi không phải là một hành động chờ đợi hay mượn lòng tốt và sự hy sinh của kẻ khác để thực thi những gì mà mình gọi là lòng từ bi của mình. Tu hành không phải là để thuyết giảng lòng từ bi cho kẻ khác nghe, mà là để thực thi lòng từ bi của chính mình. Chính vì thế mà nhà sư Phajap Rinpoche đã bị bắt giam và bị tra tấn. Và cũng chính lòng từ bi ấy cũng đã khơi động sức sống trong ông và giúp ông chữa lành bệnh tật. Hỏi: các bác sĩ chữa trị lập hồ sơ bệnh lý cho ông từ lúc đầu đều quả quyết là ông không sao thoát chết được nếu không cưa chân, vì các vết thương lở loét đã đến giai đoạn cuối cùng. Thế nhưng tại sao sau những năm dài, sau khi ông đã tự chữa lành được các vết thương của mình, thì lại không thấy có ai trong số họ đưa ra một lời giải thích nào về sự kiện này? Phajap Rinpoche trả lời: nhiều người mà tôi được dịp tiếp xúc đều cho rằng việc lành bệnh của tôi là cả một phép lạ. Thế nhưng thật ra chẳng có gì là phép lạ cả. Các bác sĩ chữa trị cho tôi từ lúc đầu mà tôi vẫn còn tiếp tục liên lạc sau đó, và cả với các bác sĩ mà tôi chỉ gặp lại họ sau 3 năm chữa trị thật tích cực của tôi. Hầu hết đều không biết là phải giải thích thế nào về sự kiện này. Một số gạt phăng đi và không trả lời gì cả. Kiến thức của các bác sĩ Tây Phương rất cao. Theo họ thì phải cưa chân để cứu tôi,
và họ thì có đầy đủ khả năng để làm việc ấy trong vài phút. Thế nhưng họ lại không sao chữa lành được các vết thương lở loét của tôi bằng cách sử dụng tối đa các thuốc trụ sinh thật mạnh. Thế nhưng tôi lại tự chữa lành được các vết thương ấy, và chân tôi đã đi lại được. Các bác sĩ hiểu biết thật rành rẽ cơ thể và tác động của các hóa chất trên cơ thể đó. Thế nhưng họ lại không biết gì về sự tương quan giữa tâm thần và thể xác. Đối với họ, tâm thức là bộ não. Thế nhưng tâm thức có một sức mạnh của nó. Sức mạnh ấy phát sinh từ bên trong nội tâm, từ con tim mở rộng, từ tình thương và lòng nhân ái. Đối với các bác sĩ mà tôi từng tiếp xúc, thì dường như họ không hiểu gì về các khía cạnh này. Họ không nhận biết được sự tương tác giữa thể xác và tâm thần. Hỏi, ông khuyên những người bị các chứng bệnh ngặt nghèo phải hành xử như thế nào? Phajap Rinpoche trả lời, phải tuân theo các cách chữa trị đúng với căn bệnh của mình. Các bác sĩ biết rõ là họ phải chữa trị ra sao. Không nên tự ý ngừng việc chữa trị y khoa. Đối với việc chữa trị bằng thiền định, thì vấn đề khó khăn là phải biết chọn các phương pháp thích nghi. Có rất nhiều phương pháp thiền định. Thế nhưng, theo tôi, thì phương pháp thiền định dựa trên tình thương yêu, lòng từ bi và tình nhân ái hướng vào kẻ khác là hiệu quả hơn cả. Tất cả mọi người đều có thể luyện tập theo phương pháp này. Phương pháp luyện tập này sẽ mang lại cho người hành thiền sự an bình, thư giãn và giúp họ trở nên bén nhạy hơn trước các tình trạng vô ý thức, là nhân tố thúc đẩy chúng ta rơi vào ảo giác và đưa đến mọi thứ xúc cảm bấn loạn như sự giận dữ, thèm muốn, và từ đó sẽ tạo ra tình trạng trầm cảm và sự sợ hãi. Các thể dạng tiêu cực ấy sẽ khiến cho tâm thức trở nên yếu đuối và ảnh hưởng đến cả thân xác. Do đó, thật hết sức quan trọng là phải biến cải các thể dạng tiêu cực trên đây bằng phương pháp thiền định dựa vào tình thương yêu. Nhiều người cho rằng tuyệt đối không nên đương đầu với các trường hợp khó khăn. Thế nhưng theo tôi, thì các thử thách to lớn mà mình phải vượt qua chính là những vị thầy quý giá nhất giúp mình xử lý các khía cạnh tiêu cực trong tâm thức, hầu giúp mình biến cải chúng. Qua góc nhìn đó, thì khoảng thời gian phải điều trị trong bệnh viện trước đây là cơ hội tốt nhất đã từng giúp tôi luyện tập. Tôi học được rất nhiều điều trong khoảng thời gian này. Các hoàn cảnh khó khăn chính là các cơ hội tuyệt vời, nếu không muốn nói là duy nhất, có thể giúp mình tự biến cải lấy chính mình. Thật vậy, làm thế nào có thể biến cải được các khía cạnh tiêu cực của tâm thức mình trước các bối cảnh không gây ra một chướng ngại nào? Dù có gặp phải các khó khăn to lớn đến đâu, thì cũng không nên thối chí, không được tránh né, mà phải phát huy sức mạnh của tâm thức mình. Hỏi, xin ông giải thích thêm là phép luyện tập Salon đã giữ vai trò như thế nào đối với việc chữa trị của ông? Phajap Rinpoche trả lời, thật hết sức khó để giải thích chi tiết về phép luyện tập Salon, vì đây là một phép tập luyện Tantra. Câu này cho thấy Kim Cương Thừa và cả Đại Thừa nói chung chịu ảnh hưởng hay vay mượn ít nhiều các phép luyện tập Tantra trong Ấn giáo. Tantra là một thuật ngữ chỉ chung một số văn bản hoặc kinh điển xuất hiện kể từ thế kỷ thứ 6, nêu lên các đường hướng giáo lý, các thể thức nghi lễ và các quy tắc luyện tập thật chuyên biệt. Ngược lại, Ấn giáo cũng đã từng phây mượn một số khái niệm trong Phật giáo. Cũng xin lưu ý thêm là chữ Tantrism, tức đạo Tantra, là một thuật ngữ do người Tây Phương đặt ra vào thế kỷ thứ 19 nhằm chỉ các nghi thức và phương pháp luyện tập Tantra được sử dụng trong Ấn giáo và cả đạo Jain. Nói một cách tổng quát, tôi luyện tập theo các phép thiền định chuyên biệt nhằm mang lại thể dạng tĩnh lặng tâm thần và quán tưởng về sự vận hành khí lực trong các kinh mạch của cơ thể, và cả phép thiền định gọi là Tonglen, nghĩa là hiến dâng và nhận chịu.
Phép luyện tập này sẽ giúp người hành thiền giải tỏa mọi sự bám víu thiển cận, đưa đến các chứng trầm cảm, mất ngủ và tình trạng ẩm thực vô độ. Xả bỏ mọi sự bám víu là cách mở toang cánh cửa nội tâm, giúp mình phát huy lòng từ bi vô biên đối với kẻ khác, chuyển biến mọi sự ích kỷ và biến cải cuộc sống của chính mình. Phụ lục 1. Sa lông. Phép tinh khiết hóa các vết hằn trên thân xác bằng tâm thức. Jean-François Pouliot và Philippe Jodend. Trong sinh hoạt xã hội ngày nay, tâm thức con người thường vận hành dựa vào các khái niệm, nói chung là sự suy nghĩ của chúng ta qua các sự giao tiếp trong xã hội, thường là mang tính cách quy ước, kết quả mang lại từ giáo dục, gia đình và các kinh nghiệm cá nhân trong cuộc sống của mỗi người, và chỉ biết tìm cách biến cải mình nhờ vào các phương tiện trí thức, tức sự suy luận. Thế nhưng các kinh nghiệm cảm nhận đối với chính tâm thức mình thì lại liên hệ đến khí lực nhiều hơn. Tiếng Tây Tạng gọi là lung. Đối với một số nền văn hóa đông phương khác thì lung còn được gọi bằng các thuật ngữ như prana là tiếng Phạn, có nghĩa là sinh khí, sinh lực hay hơi thở. Hay chi, tiếng Hán có nghĩa là khí hoặc khí lực. Một tâm thức có thể là cởi mở, trong sáng hoặc xao động và hoang mang. Tất cả đều do khí lực tạo ra. Các truyền thống tu tập tâm linh lâu đời của Ấn Độ và Tây Tạng được thừa hưởng rất nhiều hiểu biết về khí lực mà thế giới Tây Phương không hề biết đến. Phép Sa Lông của Tây Tạng, nghĩa từ chương là kinh mạch và khí lực, bao gồm nhiều kỹ thuật luyện tập liên kết giữa thân xác và tâm thức, dựa vào sự hô hấp và sự hiểu biết về hệ thống vận hành của khí lực tinh tế, luân lưu trong các kinh mạch dẫn truyền, tức nadi, và các trung tâm khí lực gọi là luân xa, chakra. Các phép luyện tập này là do những người Phật giáo luyện tập về chu già, tức yogi, khám phá ra và được lưu truyền đến nay. Qua dòng lịch sử suốt nhiều thế kỷ, các vị thầy Phật giáo lại tiếp tục cải thiện thêm dựa vào các kinh nghiệm thực tiễn của chính họ. Việc truyền thụ các kỹ thuật luyện tập này được giới hạn trong khuôn khổ giữa thầy và trò, có nghĩa là giữa một người luyện tập du già và một vài môn đệ của riêng mình, tức chỉ truyền thụ cho các môn đệ nào có đủ trình độ và hội đủ khả năng. Hơn nữa, phép luyện tập Sa Lông nhất thiết dựa vào sự tập trung tâm thần, cần phải được thực hiện trong một bối cảnh thật trang nghiêm. Trong các tu viện hẻo lánh và trong các dịp ẩn cư tổ chức đúng theo các nghi thức cổ truyền. Các nghi thức cổ truyền ở đây là các phương tiện thiện xảo, gồm các nghi lễ mang tính cách thiêng liêng, nhằm giúp các môn đệ thụ giáo phát huy một sự tập trung tinh thần cực mạnh. Hô hấp là căn bản của các phép luyện tập. Các phép luyện tập Sa Lông đều nhất loạt dựa vào sự hô hấp bình thường của cơ thể, giúp mang lại một sự chú tâm cao độ, vượt lên trên các ám ảnh phát sinh từ nội dung của các tư duy, có thể tạo ra các tác động ảnh hưởng đến chính nó, tức là sự chú tâm, hầu giúp nó có thể tiếp xúc trực tiếp với cấu trúc của các cảm tính, các sự cảm nhận và tư duy. Đó là những gì thường khiến cho chúng ta bị sao lãng. Các phép luyện tập Sa Lông giúp cho những người luyện tập không tập trung sự chú tâm của mình vào các cảnh huống xảy ra. Các sự liên tưởng, tức sự níu kéo của tư duy, cũng như các sự mơ ước hão huyền mà giúp mình kết nối với các cấu trúc tàng ẩn phía sau các thứ ấy. Phép thiền định này cũng tương tự như các phép thiền định khác, nhằm mục đích mang lại sự tĩnh lặng tâm thần, mà tiếng Tây Tạng gọi là Shine và tiếng Phạn là Samatha. Kinh sách gốc Hán ngữ gọi là chỉ hay là sự tịch tỉnh, một hình thức lắng xuống hay dừng lại của tâm thức. Trên một bình diện thật bao quát, tất cả các phép luyện tập thiền định, dù là của Phật giáo, Theravada, thiền Zen
hay tantra thừa đều gồm có hai thể dạng hỗ trợ cho nhau, đó là sự tĩnh lặng tâm thần và sự quán thấy. Có nghĩa là trước hết phải tạo ra các điều kiện thuận lợi mang lại sự trong sáng và tĩnh lặng cho tâm thức. Tạo điều kiện giúp mình quán thấy bản chất của hiện thực là gì và vị trí của mình ở đâu trong thế giới hiện thực đó. Và sự quán thấy ấy có thể hiểu như là một sự giác ngộ. Tóm lại, thể dạng, chú tâm và tĩnh lặng tâm thần là điều kiện thiết yếu giúp người tu tập quán thấy bản chất của hiện thực, mang lại sự giải thoát và giác ngộ cho mình. Cũng tương tự như thế, giai đoạn đầu tiên trên con đường tu tập Phật giáo nói chung là sự giữ gìn đạo đức và phát huy lòng từ bi, còn gọi là tu giới, giúp mang lại cho mình một cuộc sống tinh khiết và trong sáng. Đó là điều kiện tiên quyết không thể thiếu sót, hầu giúp mình có thể bước vào đoạn đường thứ hai, thênh thang và sáng sủa hơn, gọi là giai đoạn tu tuệ. Tức là giai đoạn giúp mình phát huy sự hiểu biết siêu nhiên, mang lại cho mình sự giải thoát và giác ngộ.